Xin chào tất cả quý anh chị và các bạn, rất vui được gặp quý anh chị và các bạn ở trong video này Hôm nay là 21 tháng 7 tháng um, 21 Trong video này chúng ta sẽ cùng nhau đi um, xem qua thị trường một chút Đi tóm tắt qua thị trường một chút Sau đó để trả lời một số những cái câu hỏi mà quý anh chị các bạn đã đặt ở mình trong nhóm Zalo Hoặc là comment ở những cái video trước nhé Đầu tiên chúng ta sẽ đi xem xét qua thị trường một chút Nói chung hiện tại quý chị các bạn cũng đừng có dự đoán thị trường là hôm nay tăng hay là ngày mai giảm Hay là ngày mai tăng, ngày mai giảm cũng, cũng Chúng ta đừng có dự đoán thị trường ở tại thời điểm này Mình đã trải qua cái giai đoạn của các bạn như thế rồi mình đã từng trải qua những cái giai đoạn chúng ta bắt buộc chúng ta phải dự đoán là ngày mai thị trường tăng hay thị trường giảm cái đấy không quan trọng các bạn nhé thị trường tăng hay thị trường giảm chúng ta cứ đánh đua nhau và đi dự đoán như thế sẽ lâu à, chúng ta sẽ không ở được cái thị trường này lâu đâu ạ à. chúng ta sẽ tự biết và tự đào thải chúng ta ra khỏi thị trường này nên là chúng ta sẽ cần không cần mệt mỏi đi dự đoán những cái dữ liệu như thế chúng ta chỉ cần có cơ sở rằng là ờ ừ, tại sao tăng tại sao giảm khả năng thị trường sẽ tăng, khả năng thị trường sẽ giảm, chúng ta sẽ phân tích ra khả năng nào lớn hơn, khả năng nào nhỏ hơn thì đấy mới là cái chúng ta cần đi tìm. Chứ chúng ta không phải đi dự đoán thị trường là ngày mai tăng, ngày mai giảm, chúng ta không dự đoán dự đoán được đâu nhá. Như kiểu trong phiên hôm nay là một phiên cũng khá là nhiều người sẽ dự đoán là hôm nay thị trường sẽ tăng. Tuy nhiên đối với bản thân mình thì mình đã trải qua cái giai đoạn dự đoán may ngày mai thị trường tăng thị trường giảm giống như các bạn rồi thì mình sẽ không dự đoán như thế. Tại vì cái cơ sở để tăng hay là giảm nó không đủ. Nó không đủ để tôi chứng minh rằng là ngày mai thị trường tăng hay là thị trường giảm. Nếu như thế tôi không dự đoán như thế. Tôi chỉ cần biết là điều kiện như thế nào thì đủ để cho điều kiện tích cực cho ngắn hạn đủ như thế nào thì điều kiện tích cực cho dài hạn như thế mà thôi. Như ở phiên hôm nay thì thị trường tạo gáp tăng lên một cái mức điểm khá là thuyết phục, nghĩa là trên 1276 điểm luôn, vượt MA 100 luôn. Sau đó có tăng lên và tăng lên cái mức điểm khá là cao, tương đương cao. Đến giữa phiên là đâu đó khoảng nghỉ trưa thì rất là quý rất là nhiều quý anh chị các bạn cứ cho rằng là mình dự đoán là thị trường tăng là đúng và tăng lên thì nó có ảnh hưởng đến ngắn hạn hay là trung hạn như nào không? điều kiện như thế nào cộng với tăng thì nó ảnh hưởng đến ngắn hạn trung hạn chúng ta phải trả lời những cái câu hỏi đấy chứ chúng ta không phải đi trả lời rằng là à ngày mai thị trường tăng ngày mai thị trường giảm cái đấy không phải là câu trả lời của chúng ta nhé đến cuối phiên đâu đó khoảng 14 giờ thì thị trường lập tức bị đi xuống điểm và đến cuối phiên thị trường xuống 2,5 điểm tương đương với 0,2 phần trăm nghĩa là thị trường vẫn đỏ nên cái mức đỏ này thì nó không thuyết phục cho chúng ta nữa và hôm nay thì lại một phiên nữa chúng ta chứng kiến thanh khoản tiếp tục giảm kỷ lục trong thời gian trở lại đây đây là một cái thanh khoản mà chúng ta đã lâu lắm rồi chúng ta không thấy cái mức thanh khoản này đến cái thời điểm này tôi kết luận rằng cho quý anh chị các bạn bây giờ nhà đầu tư nhỏ lẻ hoặc là các nhà đầu tư cá nhân cũng không phải dễ nữa đâu đa số là những người có kiến thức và đa số là quý anh chị các bạn đều là những người khá là vững tại cái thời điểm này bây giờ tại sao lại như thế? Bây giờ thị trường đã giảm giảm xuống cái mức này rồi và đa số là quý anh chị các bạn đã nắm giữ những cổ phiếu mà nó về đến cái vùng đáy mạnh rồi. Bây giờ họ không chịu bán ra và cũng không chịu mua vào. Thị trường không đủ điều kiện để họ mua vào. Thế tại sao có nhu cầu tăng lên để cho à, thanh khoản tăng lên được? Thế còn những quý anh chị các bạn muốn bán ra thì sao? Vậy thì tôi đang cầm những cái cổ phiếu nằm ở vùng đáy. Tại sao tôi bán ra để làm gì? đấy là những cái câu trả lời và rất là thuyết phục tại cái thời điểm này nếu thanh khoản có tăng lên có khôi phục đi chăng nữa có tốt đi chăng nữa thì cũng không phải các nhà đầu tư cá nhân không phải nhà đầu tư nhỏ lẻ nó làm cái điều đó mà là phải là những nhà dẫn dắt trên thị trường là nhà cá mập này các nhóm đánh này thì nó mới làm được điều đó thôi tại cái thời điểm này nó không cái niềm tin cho nhà đầu tư nhỏ lẻ tại cái thời điểm này thì à, không còn tốt nữa Tại vì đủ điều kiện để xác nhận cho thị trường tăng trong ngắn hạn hoặc là trung hạn thì chả có cái gì cả Giảm sâu hơn chỉ có đang có tương lai và đang có khả năng thị trường giảm sâu hơn chứ tăng thì cũng có Vậy thì câu hỏi đặt ra ai dám mua Và bán thì người ta toàn nắm giữ những cổ phiếu ở vùng đáy mạnh thì người ta bán làm gì tại cái thời điểm này nữa Nếu bán thì họ đã bán sớm Đây rất lâu chúng ta thấy cái thanh khoản ít như này Với lại khi thị trường đóng cửa nến đỏ như này thì nó vẫn không thể cố gắng vượt qua cái được kháng cự MA100 này Đấy tại cái thời điểm này các bạn thấy rồi Khi nó đã vượt qua được cái kháng cự MA100 này Thì cái kháng, uh, kháng cự này nó rất là mạnh Cho nên là nếu với một cái phiên mà cây nến khá là đẹp ở cái phiên trước như này Cộng với volume nó không thuyết phục Thì ở cái video trước mình có nhắc đến các bạn là Volume này cộng với cái cây nến này Cây nến đẹp thật đấy Nhưng volume không đẹp Cây nến không vượt qua được MA50, uh, MA100 Vậy thì thị trường chưa xác nhận cho chúng ta cái điều gì cả. Điều mà chúng ta cần xác nhận đó là như thế nào? Ở cái video trước mình đã giải thích cho quý anh chị các bạn xem rồi. Đấy thì như ngày hôm nay thị trường đóng cửa nếm đỏ như này thì chúng ta vẫn lại càng không giúp cho chúng ta xác nhận cho ngắn hạn hoặc là trung hạn gì cho cái thời điểm này, đúng không ạ? À, thế còn về khối ngoại giao dịch thì sao? Thì hôm nay khối ngoại lại tiếp tục bán dòng mạnh ở một hơn 1.300 tỷ luôn ạ, à, nghìn gần 1.400 tỷ. Khối ngoại bán dòng khá là mạnh trong phiên hôm nay và thậm chí là bán ngay từ đầu phiên chứ không phải bán ở cuối phiên hoặc là giữa phiên đâu ạ. À. Từ đầu phiên rõ ràng thị trường còn tăng điểm ở một mức khá là đẹp, khá là thuyết phục luôn. Tăng điểm rất là tích cực luôn, thậm chí còn tạo gáp tăng lên, lên. nhưng mà khối ngoại vẫn tiếp tục bán dòng như này, bán dòng ngay từ đầu phiên cho đến cuối phiên luôn bán dòng hơn khoảng 1.400 tỷ đến cuối phiên luôn ạ. À. Khối ngoại vẫn tiếp tục bán dòng ở những cổ phiếu như cổ phiếu VIX này, MSB, CTG, HDB, S. TB. thì đây là một số những cái cổ phiếu tập trung bán dòng trong ngày phiên hôm nay và ở chiều ngược lại thì khối ngoại tập trung mua dòng ở những cổ phiếu như VRE, HSG, VHM và HPG thì ở một số cái phiên trở lại đây thì mình thấy khối ngoại à, mua dòng khá là nhiều dòng thép quý anh chị các bạn chú ý nhé tuy nhiên thì dòng thép thì hiện tại thì mình vẫn chưa khuyến nghị quý anh chị các bạn có thể là mua dòng thép tại các thời điểm này bởi vì dòng thép nó khá là đặc biệt là HPG nhé HPG khá là nhạy với tin đây là cái điều mà về cơ bản mình nhận thấy rằng là cổ phiếu này có cái điều đấy nên là quý anh chị các bạn là giao dịch t cộng hay là ngắn hạn rồi đấy thì cổ phiếu này nên cẩn thận cho nên là bây giờ thì chưa có điểm mua cho ngắn hạn thì à, hạn chế chúng ta mua vào cái thời điểm này thậm chí là những cái cơ nền tăng thì nó khối lượng chưa thuyết phục chưa, chưa thuyết phục chúng ta lắm nhưng ngày hôm nay thì cái phiên hôm nay này À, HBG đã tạo điểm là khá là tích cực cho chúng ta cái dấu hiệu tích cực đấy là histogram cho điểm bắt đầu điểm mua và MACD này cho cái dấu hiệu tích cực quay trở lại thì đây là một cái những cái dấu hiệu tích cực cho HBG đây dòng thép nói chung đấy hay là HSG cũng như thế hoặc là Nam Kim cũng xuất hiện cái mấu nến này cũng xuất hiện cái tín hiệu này thì các bạn có thể tự xem thêm nhé thì ở cái video này mình cũng không à, view cho các bạn nhiều mình chỉ nói chung chung số các ngành thôi tại vì hiện tại thì không có điểm mua cho tất cả những cái cổ phiếu khác đâu Nói chung là hôm nay chỉ dẫn dắt chỉ số thì vẫn là tập trung ở những cổ phiếu như Vinhome, Vic, Techcombank, VRE và SAB thôi. Chứ còn chiều ngược lại thì cổ phiếu có tác động mạnh cho chỉ số của chúng ta vẫn là HBG, GAT và Vietcombank thì đây là một vài những cái cổ phiếu có tác động tiêu cực cho chỉ số của chúng ta. À, thanh khoản tiếp tục giảm. Với dòng tiền hôm nay, mình, mình quý chị các bạn thấy rồi ở những cái video trước thì nó chúng ta chưa xuất hiện cái 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 chỉ số dòng tiền của chúng ta đi vào màu trắng như này đâu. Thì cái phiên hôm nay mình thấy dòng tiền quay trở lại màu trắng. Có lẽ đây là cái dấu hiệu tích cực đầu tiên cho thị trường quý anh chị nhé. Mình chưa nói được lên cái điều gì cả tại vì hiện tại thị trường đang gặp cái kháng cự khá là mạnh chính là MA100. Nếu thị trường vượt qua được MA100 cộng với một cái volume thuyết phục. Volume thuyết phục là lúc nào và lúc nào thuyết phục cho thị trường xác nhận cho ngắn hạn, trung hạn thì mình sẽ làm video à cho cái phiên hôm đấy thì mình sẽ nói rõ chứ còn để biết cái chỉ số nó thuyết phục như nào thì mình sẽ không chia sẻ ở đây đâu ạ à, còn dòng tiền hiện tại thì khá là thuyết phục rồi có lẽ đây là cái đầu tiên mà cái cái dấu hiệu đầu tiên tích cực cho thị trường quý vị chị các bạn để ý nhé có lẽ mình vẫn hy vọng là thị trường sẽ không xuống sâu cho lắm nữa với cái dòng tiền mình thấy khả năng quay trở lại như này thì nó là cái điều à, dấu hiệu tích cực đầu tiên cho thị trường rồi tiếp đó một số cổ phiếu dòng manh thì hôm nay dòng manh khá là nhiều cổ phiếu giảm giá đã giảm giá thì lại là những cái cổ phiếu có vốn hóa lớn và tác động đến chỉ số của chúng ta ví dụ điển hình như Techcombank ở à, Vietcombank thì Vietcombank nói chung là nếu các bạn đã mua bắt đáy cái vùng này thì vẫn cứ nắm giữ thôi ở cái vùng đáy này khá là mạnh rồi có một số bạn đang nắm giữ ở cái vùng đáy này thì đây là cái vùng giá khá là thuyết phục cho về chúng ta là một số những cái cổ phiếu hoặc là CTG thì đây là CTG là một cái những cổ phiếu mà à, cũng đang về cái vùng đáy nó cũng khá là mạnh như là quý chị các bạn đang nắm giữ ở vùng này thì tất nhiên là chúng ta vẫn cứ nắm giữ thôi chúng ta sẽ không bán ở những cái vùng đáy mạnh như này mà nếu nó thủng cái vùng đáy thì có lẽ là quý chị các bạn nên bán sớm đi cắt sớm sớm đi tại vì à, ngoài cái đáy này thì nó không có đáy nào mạnh hơn nữa ngoại trừ đến cái đáy này thì khi à, đáy này đến đáy này thì nó còn xa quá nhá thì quý anh chị cân nhắc thêm những cái cổ phiếu mà mình đang nắm giữ tại cái thời điểm này mà thôi chứ còn nói chung là bây giờ không có điểm mua và đa số là hết điểm mua tiếp nữa là mình sẽ đi trả lời một số những cái câu hỏi mà quý anh chị mình đã đặt ở trong cái video hôm nay có một số một bạn có hỏi EZC EZC EG là một cổ phiếu nói chung là đây là một cổ phiếu mà cũng khá là nhiều người hỏi trong cái thời gian vừa qua hoặc trong cái hôm hôm nay đấy thì mình thấy EZC là một cái cổ phiếu mà có một một số bạn đang muốn hỏi tại cái thời điểm này nghĩa là cái cổ phiếu này hiện tại nó đang chứng ở cái vùng này thì Ờ, các bạn sẽ xem xem xét thêm nhé ở đây như này với cái này thì quan điểm của mình tại cái thời điểm này thì chưa đủ điều kiện để chúng ta mua vào tín hiệu mua thì không có rồi tín hiệu mua là gì là điểm mua đấy điểm mua thì không có rồi chưa có không phải là không có mà là chưa có những cái dấu hiệu bắt đầu có cái sự tích cực đây mở histogram của chúng ta bắt đầu cho sự tích cực này mở acd bắt đầu cho sự tích cực khi nó ngóc lên thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều cái đường tín hiệu này cái đường màu xanh này này nó ngóc lên nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều cho đến khi nó bắt đầu nó xác nhận nó giao nhau này thì nó lại càng tích cực. Thế còn à, trên đường giá thì sao? Đường giá thứ nhất là nó đã bị thủng của cái đáy hỗ trợ à, khá là mạnh đây này, vùng đáy này. Thứ nhất nó đã thủng cái đáy mạnh. Cái thứ hai nó đang ở cái đáy tiếp theo là cái đáy này, đúng không ạ? Thì khi một cổ phiếu mà nó đang chập trứng ở cái vùng như thế này, nghĩa là vùng nó không à, ở trên kháng cự và nó cũng không ở đáy, nó cứ chập trứng ở giữa này thì chúng ta chưa đáng để mua vào tại cái thời điểm này. Như chúng ta thấy nó cũng chưa đến đáy mà kháng cự thì nó đang gặp ở vùng kháng cự tín hiệu mua thì không có tín hiệu mua trên phần mềm cũng không có nó đang ở vùng bán mà đây đây là đang ở vùng bán chưa có tín hiệu mua nến màu xanh như này chưa có tín hiệu mua cái nến màu trắng đây mình sẽ đổi thành nến màu trắng cho các bạn xem đấy thì chưa có điểm mua vậy thì chúng ta chưa mua được thứ nhất nếu mua là chúng ta sẽ cần thỏa mãn hai điều kiện một là chúng ta đi bắt đáy là chúng ta đi tìm đáy mạnh để bắt một là hai là chúng ta mua cổ phiếu có tín hiệu mua thì chúng ta phải có tín hiệu mua như thế này thì chúng ta mới mua vào được còn không có thì thôi còn hiện tại thì cổ phiếu này không mua được nhé bắt đáy thì cũng chưa thỏa mãn còn hiện tại nó đang vừa mới vượt qua khỏi cái đáy khá là mạnh như này thì theo bản thân mình thì sẽ không mua được cái cổ phiếu như này khả năng nó sẽ quay trở lại tăng hơn một chút đấy nhưng mà nó có test trở lại cái vùng đáy này hay không cái vùng đáy mạnh này vùng kháng cự này mạnh hay không thì khả năng nó sẽ quay trở lại test thế còn xuống đến đây chúng ta mua vào với mục đích là bắt đáy còn bắt đáy thì mình nói thẳng luôn nó không phù hợp với tất cả nhà đầu tư không phải ai cũng có thể bắt đáy được nhá thì chúng ta để cái tài khoản này nếu các bạn bắt đáy thì các bạn cũng phải tuân theo cái nguyên tắc bắt đáy thôi như thế nào thì bán như thế nào thì à, cắt lỗ như thế nào thì chốt lời đúng không ạ thì đây là cái MACD đây MA20 đây đây là cái chốt lời ngắn hạn nhất thì chúng ta có thể xem lại đấy khi nó xuống đây chúng, chúng ta mua ở cái vùng này khi nó hồi lên một chút thì chúng ta bán đây, đây, là lướt sóng ngắn hạn Thế còn nó phá khỏi cái đáy này thì chúng ta bán Còn hiện tại thì cổ phiếu này chưa mua được nhé Chưa bắt đáy được và chưa đến đáy mà chúng ta bắt đáy làm gì được Chưa bắt đáy được Và thậm chí là có chưa có tín hiệu mua thì chúng ta mua làm sao được Thì cả hai điều kiện này đều không có Nên là EGC là chưa mua được các bạn nhé Thì dòng thép thì mình có ra nói qua một vài cổ phiếu rồi Đó là HPG Nói tương là chỉ có ba một vài ba bốn cổ phiếu liên quan đến dòng thép thôi techcombank nói chung là liên quan đến dòng banh mà cũng vừa nói qua một chút rồi Thế còn dầu khí thì sao chứng khoán thì hôm nay cũng không có sự tác động nhiều cho lắm các bạn nhé ví dụ như ý chẳng hạn thì hôm nay đa số là dòng chúng với dòng banh nó quay trở lại thôi nó điều chỉnh quay trở lại thôi N nói chung là cái nội dung của video ngày hôm nay so với hôm qua thì nó không có gì khác nhau nhiều thì các bạn có thể là um, xem cái tốt nhất là xem cái video hôm, hôm qua thì nó hay hơn rất là nhiều video hôm qua có nhiều cái uh, nói hay cho thị trường hôm nay và nó có có trung hạn nó cơ đấy thì các bạn có thể xem của video ngày hôm qua thì nó sẽ tốt hơn còn hôm nay thì nó không có nội dung gì nhiều và làm cái cổ phiếu dòng dầu khí P, PVD BSR, PSR PSR chẳng hạn PVD thì nói chung là hôm nay toàn bộ những cái ngành mạnh này nó đều không có sự hồi phục nhiều cho lắm các bạn nhé nó đều nó chữa là quay trở lại và nó đều đa số là điều chỉnh mạnh đúng không? điều chỉnh xuống như này và nó xấu lần nó chỗ đang ở vùng đáy rồi nói chung tại cái thời điểm này thì cũng có gì để đáng nói cả không có gì đặc biệt để đáng nói cho cái thời điểm này Hay là như kiểu hôm nay thì có tác động đến thị trường lớn là VHM hoặc là uh, đây VHM vhm thì hôm nay có hồi phục hồi phục quay trở lại thì chúng ta xem vhm thì quý chịu các bạn là nếu mà muốn bắt đáy hoặc là bắt đáy thì chúng ta đã bắt đáy ở cái cây nến là, là hỗ trợ MN 100 một trăm này rồi đây là hỗ trợ mạnh thì như quýnh trợ các bạn thì bây giờ chúng ta sẽ không mua vào tại cái thời điểm này nữa với cái một cây nến tăng với cái nến tạo cát như này mà khối lượng của chúng ta cứ lèo tèo như này khi khối lượng thấp như này thì biểu hiện là không có cung nếu có cung là người ta cứ đua nhau vào mua chắc là không có cùng rồi mà nhìn về các cạnh phân tích kỹ thuật thì nó rất là đơn giản nó đã vượt được cái kháng cự a 50 này đâu thì ai dám mua về trung hạn thậm chí là trung hạn thì ai dám mua ngắn hạn thì vi phạm rồi chúng ta chỉ mua cổ phiếu cho dài hạn và trung hạn thì thôi. thế còn bây giờ trung hạn cũng vi phạm như này thì ai dám mua nói chung bây giờ là không có cái gì đáng mua tại cái thời điểm này cả bây giờ chúng ta muốn mua muốn bán chỉ còn đi bắt đáy cổ phiếu thôi nên bắt đáy đi tìm đáy mạnh và bắt đáy thôi hầu như là như thế nhá còn video này thì cũng không có nội dung để đáng chia sẻ nhiều cho lắm. Nếu mà quý anh chị muốn xem kiến thức rộng hơn, nhiều hơn, nội dung chia sẻ nhiều hơn thì xem cái video của hôm qua ấy. Thì nó sẽ có nhiều cái hay hơn. Thì thị trường hôm nay cũng giống như hôm qua tôi không có cái gì đáng nói cả. Tại vì cái video hôm qua mình cũng đã bao quát cả cái nội dung của ngày hôm nay rồi. Mình đã nói nếu như này thì như này và nếu như này thì như thế nào. Thì mình đã nói cái khoản đó thôi. Thì hôm nay có một cái khá là đặc biệt. Chúng ta tiếp tục chứng kiến một phiên là thanh khoản giảm như này lại là, là tiêu cực cho thị trường không có cung, đúng không? nói chung là không có cung bán thì chả ai chịu bán mà mua thì chả ai chịu mua bây giờ chỉ có cái là cá mập ở bọn lái họ thích làm gì làm thôi cho lái tự đánh với nhau thì đúng là cái giai đoạn này rồi đấy ạ đây bây giờ nhà đầu tư cá nhân và nhà đầu tư nhỏ lẻ bây giờ cũng thông minh rồi đến giai đoạn thông minh rồi bị vả cho mấy phát thì bây giờ cũng tỉnh ra rồi nó thật ra là như thế Ok nhé, thì video đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi video tại các thời điểm này. Xin chúc quý anh chị và các bạn một buổi tối vui vẻ và an lành. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video sau ạ.